Ngày xưa chị mới đi làm mà gặp phải quả sếp như chị thì có khó chịu không? Hả? Nào, này, đi về. Nói lời cay nghiệt với người khác nhá. Không làm mình sang lên được đâu. Nhá. Nào. Nhá. Em xin lỗi chị ạ. Cơm đây. Em xin lỗi ạ. Anh không đánh nhau. Anh nói cho ông biết nhá. Cả công ty này đều thấy rằng không có một tí năng lực nào cả. Nó được đưa về đây còn nhiều hoàn cảnh gia đình éo le. Sếp mình đưa về chỉ để xây dựng hình ảnh công ty thôi, chứ loại đấy làm được cái đếch gì. Cậu đã từng làm ở đây rồi, tại sao một bản báo cáo kinh doanh đơn giản như thế này mà cũng không soạn được? Chi chít bao nhiêu là lỗi? Dạ, em xin lỗi ạ. Em sẽ làm lại ạ. Cậu nghĩ là tôi có đủ thời gian để đợi cậu làm lại à? Em xin lỗi ạ. Vì em vừa có cuộc họp đột xuất với Amas. Đã là nhân viên của tôi thì phải hoàn thành được nhiều việc cùng một lúc. Hay là để tôi đặc cách cho cậu chỉ làm một mình job Amas thôi nhá? Dạ không ạ, em không có ý đó. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cậu đừng nghĩ là mình được ưu ái khi thấy sếp Vinh mời về làm, và rồi ảo tưởng rằng mình sẽ được o bế để công việc thuận lợi hơn người khác. Còn lâu. Em xin lỗi chị. Cờ chị sếp ơi, em tôi mới về công ty làm còn chưa có việc. Có gì chị cứ chỉ bảo từ từ anh đến nhẹ đi. Nhàng. Sao mà phải nặng lời như thế? Thôi. Để yên, không phải ai nói gì cũng được để mà bị bắt nạt à? Anh đi về. Chị thử nghĩ mà xem. Ngày xưa chị mới đi làm mà gặp phải quả sếp như chị thì có khó chịu không? Hả? Nào, đi về. Nói lời cay nghiệt với người khác nhá. Không làm mình sang lên được đâu. Nhá. Nào. Nhá. Em xin lỗi chị ạ. Cơm đây. Em xin lỗi ạ. Anh làm sao nhỉ? Làm sao là làm sao? Cái gì mà cứ cuống lên thế? Anh nói gì sai à? Em đã bảo là anh đừng có tự tiện đến chỗ em làm rồi cơ mà. Anh mang cơm trưa đến cho em, gọi điện cho em không được, anh mới mang vào tận nơi. Em có phải trẻ con đâu anh mang đồ ăn đến. Đừng làm em bẽ mặt trước mọi người nữa. Bẽ mặt là như nào? Anh vừa bênh vực em đấy. Em không cần. Bây giờ anh cứ tiếp tục xen vào như thế chỉ khiến mọi thứ rối tung lên thôi. Anh về đi. Cơm. Ừ. Anh đi về đi. Đi về. Nghe nói được vào dự án lần này KPI sẽ tăng theo cấp số cộng, nhưng thu nhập là cấp số nhân đấy. Lúc đấy ông Tài được chọn rồi, đừng có mà quên bọn tôi. Tôi mà được lộc chắc chắn sẽ tán lộc cho các ông bà. Yên tâm đi. Còn trước mắt ấy, nhận được thưởng vượt định mức KPI quý này, tôi sẽ bao cả nhóm đi ba quẩy tới bến luôn. Được bạn luôn. Bạn tốt. Mời cả Dũng luôn chứ nhở? Tại sao không? Mời mạnh luôn đấy chứ. Tôi không muốn bị mang tiếng là ma cũ vẫn là ma mới. Thằng Dũng nó để mất hợp đồng vào tay tôi, chắc chắn bây giờ đang gặp tổn thương tinh thần vô cùng nghiêm trọng, rất cần được chữa lành. Hả? Chơi xấu người khác mà vẻ vang quá nhở? Thằng nào là thằng Tài? Có chuyện gì? Tao, Lê Anh Hùng, anh ruột của Lê Anh Dũng. Chắc mày cũng đoán được tại sao hôm nay tao tìm đến mày đúng không? Dạ. Thưa anh Lê Anh Hùng, em lại không có năng lực đoán được suy nghĩ của anh. Anh ạ. Cứng nhờ. Cứng như quả trứng thì cũng để luộc ăn mà thôi, hiểu không? Tao muốn mày lên gặp các sếp và thú nhận rằng mày đã cướp khách hàng của em trai tao. Khách hàng thì làm sao mà cướp được hả anh? Anh ơi, bọn em đâu có thể ép khách hàng theo mình. Vấn đề là khách hàng tin tưởng ai thì khách hàng chọn người ấy thôi, anh hiểu không? Thằng Dũng nó để mất khách, đấy là do nó yếu kém chứ chẳng liên quan gì đến em cả. Đã không tự giải quyết được còn phải nhờ anh trai đến giúp thế này thì đấy không phải gọi là yếu kém đâu anh ạ. Gọi là cụ của vô dụng. Anh ơi, nói cho ông biết nhá. Cả công ty này đều thấy rằng không có một tí năng lực nào cả. Nó được đưa về đây còn nhiều hoàn cảnh gia đình éo le. Sếp mình đưa về chỉ để xây dựng hình ảnh công ty thôi, chứ loại đấy làm được cái đếch gì. Thằng muốn chạy, bỏ đấy nhá. Anh nghĩ thằng Dũng nó là siêu nhân chắc? Nó có là gì đi chăng nữa nhá, thì chúng mày cũng không được bắt đạt chèn ép nó. Chúng mày không tin tưởng nó có tài, nhưng tao tin. Mày ra. Tao tin là được, mày hiểu chưa? Tao đã thấy nó làm việc cật lực để có cái hợp đồng này. Tao đã chứng minh cho mọi người thấy mày là thằng ăn cắp. Nào,
Bé à, mày lại đây con chó. Bé ơi, mày bảo luôn, tao có phải thi đấu gì? Anh Hùng, anh Hùng, anh làm quái gì đây? Vậy đi, để yên. Hôm nay nhá, ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy thằng kia là thằng mất dạy, thằng ăn cắp. Em không để nó bắt đạt được. Anh Hùng, anh đi về đi. Anh làm sao đây? Đi về. Bỏ tay ra. Về cái gì mà về? Anh làm sao đấy nhở? Bỏ tay ra. Chuyện gì đây? May quá. Chào anh sếp. Tôi muốn anh phân xử cho tôi việc này. Ôi. Thằng em tôi nó giỏi nhưng mà bị chèn ép. Nhân viên của anh không có đạo đức. Mắt đạt đồng nghiệp. Anh Hùng, anh thôi đi. Thôi cái gì mà thôi. Về. Để im đi. Cậu Hùng. Vào đây. Tài. Dũng. Thấy chưa? Cảm ơn anh. Chào anh. Cậu đi đi. Tài. Dạ. Vào phòng đi. Còn em à? Nếu cậu rảnh quá ấy, về đọc lại nội quy, xem mình thuộc mục nào, bị xử lý ra sao. Nó là một mục bị sa thải đấy.